Ông Minh Tuệ đi bộ như vậy thì đóng góp được gì cho Việt Nam mà mấy ông tôn vinh? Không những đóng góp nhiều mà sư Minh Tuệ còn đóng góp rất nhiều cho hòa bình của Việt Nam và hòa bình trên toàn thế giới. Những gì mà sư Minh Tuệ đang làm khác với những anh hùng giải phóng dân tộc, đó là phải đấu tranh, phải giết, chém giết. Sư Minh Tuệ làm tan chảy lòng người và quy phục mọi người, là bắt mọi người phải quỳ gối, tức là không đánh mà thắng. Nó tránh xa, nó làm cho thế giới hòa bình, làm cho những người Việt Nam chúng ta gần nhau hơn. Và cái giá trị lớn nhất mà thầy Minh Tuệ làm được đó là đoàn kết tôn giáo. Không chỉ những người ca tụng cái giáo pháp của Phật pháp tôn vinh thầy Minh Tuệ, mà ngay cả những người anh em theo Kitô giáo, theo Giêsu thì cũng đã, tôi rất là cảm động trước những cái bài nói chuyện của một những người linh mục rất có uy tín bên Công giáo, đó là thầy Hồng, đó là cha Hồng. Người ta tán thán khen ngợi thầy Minh Tuệ, tại sao những người theo Công giáo lại ca tụng thầy Minh Tuệ? Bởi vì trong thầy Minh Tuệ có rất nhiều điều giống Chúa Kitô. Những gì thầy Minh Tuệ làm giống hệt như Chúa đã từng làm 2000 năm trước, mang cái đạo đức của người ta đến làm cho cả thế giới, những đoàn người đi theo, một người đi trên đất, cả đoàn người quy phục, tâm phục khẩu phục, trăng chứa nước mắt đi theo. Những cái gì Giêsu làm được thì thầy Minh Tuệ cũng làm được. Đó là gì? Đó là trong Kinh Thánh đã từng viết, khi mà những đoàn người đi theo Chúa như vậy, Chúa chỉ phát nguyện một cái là mang lại cơm áo cho hàng nghìn người. Thì ở đây chúng ta cũng thấy những đoàn người đi theo thầy Minh Tuệ càng đông, nhưng khi đi theo thầy Minh Tuệ thì có ai bị đói đâu, người ta bắt đầu mang đến cúng dường. Thì chúng ta đã thấy cái sự vi diệu của cái tình thương. Những gì hình ảnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong quá khứ cũng được hiện lên từ một kẻ lang thang, từ một người ăn xin không nhà, và có hàng ngàn người đi theo và luôn miệng nói những cái lời khiêm hạ hệt như Đức Phật. Thành tựu lớn nhất của thầy Minh Tuệ là làm đoàn kết các tôn giáo. Chưa bao giờ trên lãnh thổ đất nước Việt Nam chúng ta, những người theo Phật giáo và những người theo Công giáo gần nhau đến vậy. Chưa bao giờ Chúa Giêsu giống Minh Tuệ đến vậy. Chưa bao giờ mà một bên Phật giáo, chưa bao giờ mà Minh Tuệ lại giống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến vậy. Đó là sự hòa hợp dân tộc, đấu tranh. Xưa nay những cái nỗi đau lớn nhất đó là đấu tranh với các tôn giáo. Thầy Minh Tuệ đã đóng góp rất lớn cho những người Việt Nam. Đã đến lúc đánh thức những cái nhà sư, đánh thức những cái linh mục trong các nhà thờ. Không có một tôn giáo nào riêng cả, mà chúng ta chỉ có một cái sự thiêng liêng cao cả về tâm linh, đó là đạo đức, từ bi, nhân ái. Những cái phẩm chất mà Kitô cũng có, những cái phẩm chất mà Thích Ca Mâu Ni cũng có, đó là những cái phá tan, nó dẹp tan những cái hiềm khích xưa nay. Và những kẻ mà chia rẽ các tôn giáo đều là những kẻ có tội với Chúa. Những kẻ mà chia rẽ đoàn kết giữa Phật giáo và Kitô giáo đều là những người có lỗi với Phật, và đều là những người có lỗi với trời đất. Trên hết tất cả, thầy Minh Tuệ làm được đó là sự hòa hợp giữa các tôn giáo. Và tôi thực sự cảm thấy rất là biết ơn. Và tôi tin rằng những người ở bên Công giáo mà tán thán thầy Minh Tuệ cũng có công đức rất lớn với Chúa. Và những người bên Phật giáo, theo Phật giáo mà tôn vinh thầy Minh Tuệ thì cũng có công rất lớn với Phật ở trên các tầng trời. Bạn có nghĩ rằng chính thầy Minh Tuệ đã mang lại hòa bình, sự yên bình, tình yêu thương cho người dân Việt Nam và trên toàn cầu? Và tôi rất hạnh phúc khi chia sẻ những cái điều đó. Thực tế thầy Minh Tuệ làm được cho thế gian nhiều lắm, nhiều lắm. Nếu chúng ta ngẫm, chúng ta sẽ thấy cái vũ khí của Ngài là tình yêu. Tình yêu nó xóa tan mọi thù hận và làm cho chúng ta gần nhau hơn. Đặc biệt là sự đoàn kết giữa các tôn giáo là giá trị lớn nhất mà tôi thấy thầy Minh Tuệ mang lại. Bạn có đóng góp gì không? Comment xuống nhé.